hiện tại. Rồi nè hai em, nắm tay vô, nắm tay vô. Như vậy là hiện tại. Thế thưa quý vị, em có vấn đề đúng không? Hiện tại cuộc chơi chỉ còn lại hai người. Đó chính là Trúc Anh và Như Trang. Nếu như con số 2 xuất hiện, hai người bàn điểm. Ban tổ chức đã có luật để chọn ra người bước vào chung kết. Mình có những hội là hội may mắn và hội là coi như xong. Đây, bên phải là hội coi như xong và bên trái là hội chờ đợi thêm giây lát. Mời chị. Ok, cảm ơn em. À, xin giới thiệu.